Kamen Rider Kiss. Sau khi anh ấy có được sức mạnh của Kiss Knight và dần trở thành thần sáng thế kế nhiệm, sức mạnh của một vị thần thật sự đã quá to lớn so với nhân loại. Chẳng còn mấy kẻ thù thật sự có thể đối mặt với anh với toàn bộ sức mạnh, đa phần sẽ được Kiss nhường. Nhất là trong trận chiến cùng với một ninja nào đó chuyển hóa thành samurai, nhiều người vẫn tin sức mạnh của thanh gươm bóng tối có thể chém tan quyền năng của một vị thần. Và cũng vì sức mạnh quá lớn này, hình dạng Kiss Knight đã được tái bản nhiều lần nhằm tạo được những kẻ thù ngang tầm cùng với anh. Ngoài Kiss Knight, hai bản thể nổi bật nhất cũng mang sức mạnh tương tự, Cross Kiss, sức mạnh được sao chép từ hai kẻ đến từ tương lai, cũng như Doom Kiss, một kẻ tự nhận là Ace đến từ 1000 năm sau. Đây sẽ là video nói về cả ba bản thể khác nhau của hình dạng Kiss Knight. Mình là Riders On. Trước khi bắt đầu vào video, quảng cáo nào. 15 giây để quảng cáo cho Riders On Shop. Hiện tại mình đang có một gian hàng trên Shopee với tên gọi Riders On Shop. Các bạn hãy gõ từ khóa này sẽ xuất hiện ngay shop mình. Hiện tại mình đang bày bán rất nhiều những sản phẩm liên quan tới Tokusatsu, bao gồm cả Kamen Rider lẫn Super Sentai. Các bạn hãy follow cũng như nhập những mã giảm giá để có được mức giá ưu đãi nhất. Giá cả vô cùng cạnh tranh. Link mình sẽ để ở phần bình luận cũng như phần mô tả video nhé. Mark 9. Không thể giải cứu mẹ mình bằng sức mạnh của mắt ba, anh đã dần kiệt sức và rơi thẳng xuống mặt đất. May mắn nguồn sức mạnh hủy diệt này đã bao bọc Kiss và đưa anh vào ảo mộng của bản thân. Nơi này anh gặp một chàng trai với chiếc mặt nạ cáo. Anh ta hỏi mong ước của Kiss là gì, thứ sức mạnh mà anh hằng mong muốn có phải là sức mạnh hủy diệt hay không. Kiss đã do dự, nhưng với tình yêu dành cho mẹ cũng như tất cả những người chơi trong Design Rift, anh đã chọn sức mạnh của sự hủy diệt, nhưng nó là hủy diệt và rồi sáng tạo ra những thứ mới. Câu trả lời của anh liệu có làm hài lòng nhân vật bí ẩn với chiếc mặt nạ cáo. Anh ta rời đi, nhưng ẩn sau tấm mặt nạ đó lại ẩn chứa gương mặt của Ace. Đây là tiềm thức của anh, thức tỉnh phần còn lại của bút mắt ba để đối mặt với tên Sue trong hình dạng của Color Gazer. Hắn ta đã tận dụng tất cả nguồn sức mạnh cuối cùng của mẹ Kiss để thực hiện Grand End. Thế giới đã bị reset, tất cả những người hỗ trợ đã về với tương lai, cũng như những rider khác đã mất đi sức mạnh của Design Rider. Chỉ còn lại Ace trước mặt của Sue. Anh một lần nữa tiến bước, tách đôi bút mắt ba và chuyển hóa hai phần cắm vào Design Rider. Khẩu lệnh Revo On vang lên, hình dạng cáo chín đuôi đã được xuất hiện trên Design Rider. Kiss Knight, một sinh vật trong truyền thuyết của Nhật Bản. Cáo chín đuôi, Kiss Knight được bao phủ bởi tông màu của mắt ba là trắng và cam. Phần thân trên của mắt ba đã chuyển xuống thành phần thân dưới. Một bộ giáp với hình tượng con cáo đã tách rời từng bộ phận của nó để tạo thành phần thân trên cũng như gương mặt của Kiss. Vẫn giữ nguyên được thiết kế đơn giản Kamen Rider Kiss, anh được bao phủ bản thân bằng một bộ giáp trắng với những viền cam cùng với những chi tiết kim loại và phần vai và ngực của anh có vẻ là những điểm tương đồng được mở ra, thể hiện phần nào sức mạnh sáng thế đang được khai mở từ trong người của Kiss. Anh có một tấm áo tròn là chính chiếc đuôi của mình được bao phủ phía sau. Nó được tập hợp từ nguồn năng lượng xanh tỏa ra từ mặt đất và kết hợp thành tấm áo tròn của Kiss. Gương mặt của anh hung tợn hơn, thể hiện rõ uy nghiêm của một vị thần. Phần bụng của Kiss được điểm tô bằng biểu tượng hủy diệt của Fire, nhưng đây có thể chính là phần biểu tượng của Revo On đặc trưng của Kiss. Về phần sức mạnh, đối mặt trước kẻ thù có thể xem là mạnh nhất, Zue trong ngân dạng của Gazer, hắn ta tận dụng hoàn hảo chiếc Vision Driver mang lại, nhưng trước mặt của một vị thần, tất cả công nghệ của con người đều thật nhỏ bé. Kiss phá hủy tòa nhà mà cả hai đang đứng, tái thiết nó trước sự ngỡ ngàng của Sue. Hắn ta vẫn chưa hết ngạc nhiên thì anh đã lặng lẽ đi từ không trung xuống mặt đất. Những bước chân trên không khí của Kiss càng làm tôn lên sức mạnh của một vị thần. Bản năng cáo linh hoạt và nhanh nhẹn của Kiss vẫn được giữ nguyên, tránh né tất cả những vật thể bay do Gazer điều khiển và tấn công Kiss từ khắp mọi hướng. Khả năng sáng tạo và hủy diệt của Kiss cũng được thể hiện trong toàn bộ trận chiến. Anh có thể phá hủy và lập tức tái tạo bất kỳ vật thể nào mà anh chạm vào, cũng như dùng ý thức của mình để làm việc tương tự. Cảm nhận được quyền năng sáng thế của Kiss Knight, Gazer đã chuyển qua kế hoạch phòng thủ. Hắn ta tạo một hàng rào gồm 5 chiếc lá chắn được tạo ra từ nguồn năng lượng laser.
nhưng tất cả chúng đều đã bị xuyên phá bởi vũ khí mà Kiss triệu hồi nên. Khẩu Buster QB9 có phát âm giống với từ cáo chính đuôi. Vũ khí này vẫn là khẩu Magnum Schuster, được đổi tông màu thành trắng và cam. Thay vì chuyển hóa thành một khẩu rifle, nó sẽ giúp Kiss có thêm một thanh gươm mọc ra từ phần trên của khẩu súng. Tạo hình cực kỳ tiện lợi này giúp Kiss tấn công kẻ thù từ rất nhiều phạm vi khác nhau. Những phát bắn cũng như những nhát chém từ gươm và súng đều được bao phủ bởi ngọn lửa xanh từ cáo chính đuôi. Ngoài ra, tấm áo tròn của Kiss cũng giúp anh tạo ra những chiếc đuôi cáo, khống chế kẻ thù, vô hiệu hóa chuyển động của chúng. Một số quyền năng khác, khi trở thành một vị thần thực sự, Kiss còn phá bỏ được quyền lực thời gian từ Regard Omega của Sue, nhưng bản chất lúc đó anh đã gần như trở thành một thực thể bất hoại rồi. Đoạn tất sát của anh, Boost Night Victory, Kiss bao phủ bản thân bằng ngọn lửa xanh, tụ nguồn năng lượng vào đôi chân của mình để kết liễu kẻ thù bằng cú Rider Kick trứ danh. Mang trong mình sức mạnh sáng thế của Kiss 9, Kiss đã dần biến bản thân trở thành một vị thần đích thực. Việc xuất hiện của một vị thần mới cũng thu hút hai kẻ đến từ tương lai. Bọn chúng là Mela và Melo, những kẻ sát thần, những nhân vật vô cùng nguy hiểm tới an nguy của trái đất. Và hơn hết, bọn chúng đến đây vì Kiss, vì sức mạnh sáng thế của anh. Do là những kẻ sát thần đã tiêu diệt rất nhiều vị thần trước đây, bọn chúng cũng vô cùng kiêu ngạo, không trực tiếp để chiến đấu với Kiss mà đã tạo ra trò chơi liên quan tới Yamato. Một cây thế giới khổng lồ được tạo ra vì đám Yamato bảo vệ, chúng đã dễ dàng bị Kiss 9 phá hủy. Mela với cái danh sát thần của mình không phải chỉ để cho vui. Hắn ta lập ra một kế hoạch phân tách bản thể của Kiss thành 4 phần, hấp thụ 3 bản thể mạnh nhất của anh, bao gồm sức mạnh trí tuệ cũng như may mắn. Với hắn, nhiều đây đã là đủ để tạo nên sức mạnh tối thượng. Cross Geass. Lần đầu xuất hiện, Cross Geass đã tham chiến với Buffa. Với sức mạnh khổng lồ của mình, hắn là âm bản của Kiss. Một Kiss sử dụng toàn bộ sức mạnh để chiến đấu. Phong cách của hắn hoàn toàn trái ngược với Ace. Nếu A là một người với kỹ năng cũng như sự chuyên nghiệp trong chiến đấu, thì hắn ta là một kẻ hết sức coi thường đối thủ, coi chiến đấu như một trò chơi. Vũ khí của hắn là một cặp QB9 ở hình dạng gươm cũng có khả năng bắn được như Kiss 9 và thanh gươm Rising Sword tạo thành một cặp song kiếm với những nhát chém tạo hình chữ X đúng với tên gọi của hắn Cross Geass. Bộ giáp của hắn nhiều bạn sẽ liên tưởng tới Kamen Rider Longwood của Vulcan, nhưng thực chất nó còn có từ trước sở hữu Berserker Ichikata trong movie vs Dio của Zero One. Bỏ qua những vấn đề trên thì việc tạo hình của Cross Geass cũng rất đẹp mắt khi với tông màu đen, xanh dương neon, đổi ngược hoàn toàn so với lại Geass 9. Chưa có cuộc đụng độ nào với Kiss 9 nên chưa thể khẳng định được sức mạnh của hắn. Nhưng hắn ta cũng có cuộc chạm trán vô cùng đáng nhớ với Kara Buffa hình dạng zombie và hơn hết là Buzin Sword. Áp đảo cả hai bằng cặp song kiếm vẫn là chưa đủ với hắn. Khả năng cận chiến được lấy từ sức mạnh Kiss 9 giúp hắn ta đấm lệch hàm cả Buzin Sword lẫn zombie. Ăn trọn đòn finish kết hợp của Buffa lẫn Tycoon Buzin Sword mà hắn ta vẫn chẳng hề hấn gì. Đánh bại cả hai mà tâm trạng vẫn hết sức vui vẻ. Đoạn tất sát của Cross Geass khi sử dụng hai thanh gươm, hắn ta sẽ chém một nhát chém đôi, tạo hình chữ X dán vào kẻ thù, sau đó tung một nhát chém tương tự nhưng với nguồn năng lượng tỏa ra xung quanh, dán vào kẻ thù sẽ toạc mặt đất và phá hủy tất cả vật thể trước mặt. Đoạn tất sát sử dụng cùng với Design Driver, Cross Geass Victory, hắn ta lao lên không trung kết hợp cùng với cây thế giới và nguồn năng lượng hủy diệt của mình, phá hủy tất cả những vật thể sống trên toàn bộ hành tinh. Doom's Geass, set the judgment. Tương lai của con người vào 1000 năm sau đang bị đe dọa. Thế giới ảo mà họ tạo ra để trốn thoát khỏi loài sinh vật mới Yamato cũng chính là mồ chôn của họ khi God Yamato được tạo ra. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, Ningram đã nhờ sự hỗ trợ của một nhân vật bí ẩn với hình dạng của Kiss. Hắn ta đã được đưa về quá khứ bằng Vision Driver để ngăn chặn ngày mà God Yamato được sinh ra, cũng là thời điểm sau sự kiện trong series của Kiss.
Sau những sự kiện trong series của Kiss, Nasbaro hắn ta đã tạo những Yamato có hình dạng tương tự với con người, sống hòa hợp với loài người. Trong số đó, một cô gái Yamato đặc biệt đã kết hôn với một nhân loại và đã tạo ra một đứa trẻ lai giữa cả hai giống loài. Đứa trẻ này lớn vô cùng nhanh do sức mạnh của Yamato trong người nó. Sự tồn tại này cũng ảnh hưởng ít nhiều tới Buffa, kẻ mang trong mình sức mạnh của Yamato. Để bảo vệ con của mình, người mẹ đã chuyển hóa hình dạng Yamato với tư cách là Queen, nhưng nó bị cả ba Rider, Tycoon, Nago và Buffa ngăn cản. Trận chiến căng thẳng giữa cả hai phe đang diễn ra thì cánh cổng không gian đến từ tương lai cũng đã xuất hiện trên bầu trời. Kẻ bước ra từ nó là một kẻ giống với Ace, với mái tóc cũng như bộ đồ trắng đặc trưng của vị thần sáng thế. Hắn ta không phải là Ace mà họ biết, một kẻ đến đây để đưa ra phán quyết Judgment. Chuyển hóa thành Kamen Rider với tên gọi Doom Kiss. Hắn ta là phiên bản hoàng kim của Cross Kiss với tông màu và vũ khí gần như tương tự, chỉ mất đi thành Rising Sword. Về sức mạnh, hắn ta có khả năng đánh ngang ngửa với hình dạng Kiss Knight với sức mạnh toàn bộ của Ace. Cả hai bên đều có những chiêu thức cũng như khả năng tương tự nhau. Những nhát chém của Doom Kiss mang sức mạnh của ngọn lửa hủy diệt với tông màu vàng kim đặc trưng, xé toạc tất cả những kẻ thù mà nó chạm vào. Dễ dàng đánh bại cả ba Rider chỉ bằng một cú finish đơn giản. Ngoài khả năng dùng kiếm, hắn ta vẫn có những khả năng như sử dụng sóng năng lượng từ tay, quét tan những kẻ thù xung quanh cũng như tạo ra những quả cầu lửa màu vàng, tăng khả năng tấn công tầm xa và khả năng hủy diệt của hắn. Hắn cũng thể bay lượn một vị thần chân chính, khả năng chiến đấu ngang ngửa với Kiss Knight. Trong trạng thái cơ bản, hắn cũng hệ thao túng một không gian nhất định, tạo những sợi xích nhằm trói buộc lại sức mạnh của Ace, đòn tất sát. Doom Kiss Victory, hắn ta sẽ triệu hồi lên bản thể cáo chính đuôi của mình, phóng thích nó vào hướng kẻ thù. Với nguồn năng lượng khổng lồ và ngọn lửa vàng kim mà nó để lại khi di chuyển, sau đó hắn ta lao nhanh về hướng của kẻ thù và ra một nhát chém chí mạng. Kết thúc cho video lần này, cột mốc 17.000 subscriber đã đạt được trong năm 2023. Trong năm 2024 này, chúng ta sẽ đạt những cột mốc lớn lao hơn, cũng như quá trình phát triển của kênh Riding On và Riding On Shop. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều và mong các bạn ủng hộ video trên kênh Riding On này nhé. Mình là Riding On, thanks for watching. Bye.